Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh trang sức AQ của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn bộ đánh bóng bên mình. Thì bộ đánh bóng bên mình đang áp dụng cho bên mình là dùng để đánh bóng sản phẩm là đá. Đây ạ. Bánh nỉ này là bánh nỉ lông cừu. Sản phẩm của chúng ta sau khi mà chúng ta kết hợp với cái bánh nỉ này để chúng ta đánh bóng sản phẩm. Đây ạ. Đây chính là sản phẩm kết hợp để chúng ta đánh bóng sản phẩm. Đây chính là bột xoàn các bạn nhé. Bên mình dùng bột xoàn để kết hợp với bánh nỉ để đánh bóng sản phẩm sau khi hoàn thiện. Đây là bột xoàn thô. Thế như các bạn nhìn thấy thì mình đóng gói chiếc túi. Thì về các bạn phải pha ra, và bên mình cũng có sẵn, đó chính là sản phẩm bột xoàn pha sẵn. Đây ạ. Các bạn nhìn này, trên những tip hoặc trên những túi ở đây nó có sẵn thì có các số đây này, các thông số của bột xoàn này, từ 0.5, 1.5. Đấy, như hai gói hai tip này là 0.5 và 1.5. Thì các bạn lưu ý cái thông số càng nhỏ thì cái bột xoàn nó càng mịn các bạn nhé. Cái quy trình đánh bóng của bên mình là như nào? Bên mình dùng cái bánh nỉ này và dùng sản phẩm như bột xoàn. Mình cho một ít bột xoàn lên trên sản phẩm là đá sau khi hoàn thiện, và sau đó chúng ta xoa đều lên, chúng ta bắt đầu đánh bóng vào sản phẩm bánh nỉ. Sản phẩm sau khi đánh bóng thì rất chi là bóng các bạn nhé. Rồi, và trên đây là toàn bộ sản phẩm của bên mình dùng để đánh bóng sản phẩm sau khi hoàn thiện. Được không? Video của mình đến đây kết thúc. Mình xin cảm ơn các bạn.